Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục với cần câu quay cho mọi người để chọn. Hai hôm nay là 20 cây cần câu này đây. Đấy. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng là 0786555599, và mình cần câu thì mình bán theo dạng ship code nha mọi người. Đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình mới ship nha mọi người. Đấy, mọi người lưu ý cho mình. Bán hàng nhận hàng không đổi trả nha mọi người. Khi nhận hàng phải kiểm tra kỹ lưỡng. Đấy. Rồi, đầu tiên là cái cần rút này. Thì đây, cần rút hiệu gì đây? Đây, có cái hiệu đây. Đây. NGK rút. Đây. Bát Fuji này, FX7 này. Đấy. Cái này ngoại hình thì theo mình thì nó chỉ khoảng 50% thôi. Đây. Khoan này. Đấy. Cái này phíp nha mọi người, chất liệu phíp nha mọi người. Đấy. Rồi, thông số của nó. Dài 3 mét. Thu vào ngắn nhất là 86 cm, cân nặng là 260 g. Đường kính của cái đọt đỉnh của nó là 2,6 ly. Đây. À, mình coi xem nữa có mấy ống. Đây. À, 4 ống tất cả nha mọi người. Đây, 4 ống tất cả. Đấy. À, cái cần này, cái cần số 1 trị giá của nó là 250 nghìn. Số 1 250 nghìn. Tiếp theo lại một cây cần rút nữa này, cần Olympic nha mọi người, cần rút Olympic, chất liệu là phíp. Đấy. Cái cần này thì độ mới của nó khoảng 65%. Đấy. À, nhìn dàn phan của nó nè. Đấy. Phan mình thấy còn ngon ghê. Đây. À. Bát Fuji FX7. Đấy. À, mình coi đây mình có máy rồi. 2 3. Có tất cả 3 đoạn nha mọi người, 3 đoạn. Đấy. Rồi. Cần này dài 3 mét, thu vào ngắn nhất là 1m23, cân nặng là 380 g. Đường kính của đọt đỉnh là 3 ly. Đấy. Giá thành là 350 nghìn. Số 2. Tiếp theo, số 3. Mình lựa mấy cái cần rút mình qua cho mọi người trước. Đây, số 3. Cái cần hiệu gì đây? Đây. Fuji Rosa. Đây. Đấy. Cần rút chất liệu phíp nha mọi người, dàn phan của nó này. Đấy. Nhìn video và không bình luận gì thêm. Đấy. Có nứt đồ như thế này mọi người để ý nhé. Đấy. Đấy, nứt này. Đó. Nó có 4 đoạn tất cả, 4 đoạn tất cả. Đấy. Đây, bát Fuji FX7 bát trượt. Cần này giá trị 200 nghìn. Đây. Dài 3m6, thu vào ngắn nhất của nó là 1m03, cân nặng là 320 g. Đường kính đọt đỉnh là 2,4 ly. Đấy. Giá 200 nghìn, quá rẻ. Số 3. Số 4 là cây cần hiệu gì đây để mình coi thôi. Này. Đi theo mọi người.
chữ này mình không biết đọc sao. Đấy. Aerodynamic. Đấy. Hiểu như hình nha mọi người. Đây, cần này thì chất liệu cũng là phíp thôi. Đấy. Ngoại hình thì khoảng cỡ 60-65%. Đấy. Bát Fuji FX8 nha mọi người. Này, dàn phan này, có một cái phan gập này. Đấy. Có cái phan này nó bị nứt này, nó bong ra một bên rồi này. Đấy. Đấy, phan này cũng bị đứt chỗ này. Đó. Cái phần phan chỗ này nó cũng tục của phía dưới này nha mọi người. Mắc cái này lên này. Đây, như mọi người đã thấy đó. Đó, mọi người về chỉnh hay là sửa phan lại. Để mình coi xem thử cái này bao nhiêu đoạn nhé. 1, 2, 3, 4 4 đoạn nha mọi người. 4 đoạn. Đấy. Dài 4m2, thu vào ngắn nhất là 1m2. Cân nặng là 500g, đường kính đột đỉnh là 2,6 ly. Đấy, giá tiền. Số này số 4, 350.000. Số 4. 350. Tiếp theo. Cần Olympic, cần rút Olympic nha mọi người. Này, cần rút Olympic, chất liệu phíp. Đấy, rút Olympic này. Đấy. Đây. Cần này thì như là cần tay trợ máy. Đây. Dàn phan đây. Đấy. Này. Bát thì người ta gắn bát thường thôi. FX6. Đấy. Cần tay trợ máy, dàn phan này. Đấy. Đấy. Tay trợ máy, dàn phan này, dàn phan tự cọc đây. Đấy. Một ống. 2 ống, 3 ống, 4 ống, 5 ống, 6 ống, 7 ống, 8 ống nha mọi người. Đây là 8 ống. Đấy. Cái độc này cũng so với cần này, cái độc này khá là mảnh rồi. Này. Cái cần này dài 6m8, thu vào ngắn nhất của nó là 1m25, đường kính đột đỉnh của nó là 1,8 ly, cân nặng là 680g nha mọi người. Đấy. Này, cái bát thường này, FX6 này. Rồi, cái cần này là số 5, giá 250.000. Tiếp theo, cái cần tay Daiwa. Cần tay Daiwa nha mọi người. Này. Con này thì ngoại hình khá là đẹp, có khoảng cỡ trên 70% á. Đấy. Đấy, Daiwa. Này, đọc này. Đấy, mình thử xem máy đoạn nha. 2 3 4 5 6 7 7 đoạn nha mọi người. 7 đoạn. Đây. Dài 5m2, thu vào ngắn nhất của nó là 93cm, cân nặng là 380g, đường kính đột đỉnh là 0,9 ly. Đấy. Giá tiền của nó 250.000. Số 6. 250.000. Đấy, mọi người. Chất liệu phíp cho mọi người. Tiếp theo, một cây cần tay nữa. Hiệu gì đây? Này. Đây, cái hiệu gì đây mọi người coi.
Nissin này, Nissin Glass Root. Glass này hình như là sợi thủy tinh đó. Đây, em coi xem nữa nó có bao nhiêu. Rồi, 1 2 3 4 5 6 đoạn tất cả mọi người. Dài 5,5 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1,02 m, cân nặng là 310 g, đường kính độc đỉnh là 0,8 ly cho mọi người. Đấy, giá thành của nó là 180 nghìn. Cây số 7, tiếp theo đây, tiếp theo là cái cần ba khúc thế này, ba khúc rời thế này đây. Đấy, hiệu của nó này, cần này cần phíp nha mọi người. Đây, phíp để dưới đế gỗ này. Đấy, dàn phan này đây, phan này nó hỏng thế này rồi đây, thế này. Đấy, phan này cũng còn đây. Đó, phan đột đây. Đấy, cây cần này tổng chiều dài là 3,6 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1,26 m mọi người, cân nặng là 720 g, đường kính của độc đỉnh là 3,4 ly. Cái cần này thì ngoại hình của nó khoảng cỡ 55% à. Là mình nhìn theo cái nước sơn rồi mới, còn cái những cái này thì mọi người biết rồi, mọi người nhìn theo thôi. Số 8 gần này bán 130 nghìn. Số 8 130 nghìn nha mọi người. Tiếp theo, số 9 cũng là cái cần 3 đoạn luôn. Cần này là cần Olympic nha mọi người, cần Olympic chất liệu phíp. Nó còn được khoảng cỡ 60%. Này, dàn phan còn ok luôn. Bát đây, bát vặn đây. À, nó dài 4,4 m nha mọi người. Thu vào ngắn nhất của nó là 1,46 m, cân nặng là 760 g, còn đường kính độc đỉnh của nó tới 4 ly. Rồi, cái cần này, cái cần số 9. Dạ, 400. 9, 400 nha mọi người. Tiếp theo, số 10. Thì hôm nay toàn những siêu to khổng lồ thôi. Số 10 là cái cần 4 đoạn nha mọi người. Cái cần 4 đoạn đây. Cái cần này thì cần này cần NFT nha mọi người, hiệu NFT. Đấy, đây, mọi người coi luôn cái dàn phan đồ của nó đi. Cần là dài 5,4 m này, thu vào ngắn nhất của nó là 1,5 m. Đấy, nó nặng tới 1 kg 2,6 lạng. Nói chung là hơn 1,2 kg. Đấy, còn đường kính của độc đỉnh là 2,5 ly nha mọi người.
Đấy, cây cần này khá là nặng, cần câu biển không biết câu cái cá gì đây nè. Cây cần này cần số 10. Số 10 giá là 450.000. Số 10 450.000 nha mọi người. Tiếp theo là bộ cần cần trúc. Trúc có mái đoạn như này. Cần trúc này có tới 1 2 3 4 5 6 6 đoạn nha mọi người. Cần trúc 6 đoạn. Cần trúc như thế này thì cũng chả có gì mà coi cả. Đây. Đây thôi. Đây. Trúc này dài 5m6, thu vào ngắn nhất của nó là 1m08, cân nặng là 420g, đường kính của cái đọt đỉnh á là 1,3 ly. Đấy nha mọi người. Rồi, cái cần này cần số 11, giá 160.000. 11 160.000 nha mọi người. Tiếp theo vẫn là cái cần đoạn này, cần này ba đoạn, ba đoạn nha mọi người. Đây, cần ba đoạn NFT đấy, ba đoạn dài. Cái cần này thì ngoại hình khá là đẹp nha mọi người, khá là đẹp. Ngoại hình của nó chắc cũng được 85% á, 85% rất là đẹp. Này phang này, đọt này, đấy, khoan này, khoan này, đó, đó. Bát thì bát thường thôi. Cái cần này dài 3m9, 3m9 thu vào ngắn nhất của nó là 1m37, cân nặng là 610g, đường kính đọt đỉnh của nó là 3,2 ly. Đây, cái cần này 450.000 nha mọi người. 12. Yeah, 450.000. Tiếp theo, cái cần số 13. Cái cần này là cần hai đoạn nhưng mà nó có hai loại, hai chuẩn đọt cho mọi người, hai chuẩn đọt cần Suzumi, cần Suzumi này, đấy Suzumi cho mọi người. Đấy, cần này chất liệu là phíp thôi, đấy phíp thôi. Cái cần này thì độ mới của nó cũng trên 90% cho mọi người, trên 90%, nó còn đông bọc nên là nó rất là mới đấy mọi người. Đấy, cần ba, cần hai đoạn mà có hai hai cửa đọt này, phang còn ngon luôn. Đây, nó hai cửa đọt, một đọt mảnh hơn và một đọt năng hơn nha mọi người. Đây. Đấy. À, cần này dài 2m1 này, tổng chiều dài 2m1, thu vào ngắn nhất là 1m09. Đường kính của đọt đỉnh của mỗi cái đọt là một cái là 1 ly, một cái là 2,4 ly nha mọi người. Còn cân nặng của nó là 180g. Đấy. Cần này là số 13. 400. 13, 400 nha mọi người. Đấy, 13, 400. Suzumi thì mọi người biết rồi.
theo. Đây, cái cần này cũng nằm trong bao, cũng đẹp luôn. Mình cỡ 90% á. Đây, cỡ 90% mà cần 3 đoạn này. Đấy. Cần này là đây, nhãn hiệu của thằng nào đây mọi người biết. Đây. Mình thì không am hiểu đồ cao, chưa am hiểu đồ cao nhiều cho lắm nên nhiều cái hãng mình chưa rõ này. Đây. Đây. Phan này, phan thì mình thấy đầy đủ đá đấy, còn nguyên nha mọi người. Đây, bát Fuji này, FX7 này. Đấy. Rồi, chiều dài 3m9, thu vào ngắn nhất là 1m37, cân nặng là 640g, còn đường kính đặc định tới 4 ly đó. Cái cần này rất là năng nha mọi người. Đấy. 3 đoạn thế này đây. Này số 14 nha mọi người. Số 14. 14 350.000. 350.000. Tiếp theo là cái cần 3 đoạn này đây. Đây cũng là cần câu biển lớn á. Mình thấy chỗ này nè. Này. Đây qua nè mọi người, cần đây qua nè. Đấy. Đấy. Cần này cũng rất là mới. Đấy, cần này thì cũng 90% trở lên. Đấy. Này. Mình thấy có phan là mình sợ luôn, to bự chát nè. Đấy. Bát thường thôi. Đấy. Rồi. Cái cần này dài 3m9, thu vào ngắn nhất của nó là 1m36, cân nặng là 760g, đường kính của cái đọt đỉnh là 5,4 ly, rất là lớn nha mọi người. Đấy. Cao cá lớn với chơi cái loại này. Đấy. Cái cần này cần số 15. Cái gần này 300 nha mọi người. Đấy, 15 300 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo, số 16 là cái gần của hiệu gì đây? Đấy. Tiếng Nhật không thôi. Đấy, gần này cần phíp nha mọi người. Nãy giờ toàn cần phíp không à, phíp với trúc chứ chả có cái nào, chả thấy cái nào carbon nữa. Đấy, đấy. Phan này. Đấy, có cái phan này nó hỏng rồi. Đấy. Rồi, ok. Phan này thì ngoại hình cỡ được 55-60% à. Đấy, bát Fuji FX7 khá là lớn nha mọi người. Đấy. Đây. Con số dài 3m6, thu vào ngắn nhất là 1m25, cân nặng là 620g, đường kính đọt đỉnh của nó là 3,6 ly. Đường kính lớn ghê. Giá của nó 130.000. 16. 130.000. 130.000 nha mọi người. Tiếp theo là một cây cần này. Ryobi. Cần Ryobi nha mọi người.
đấy, chất liệu gì đây, graphite technology, thôi mình cứ coi như là phíp hết đi. Này cái cần này này, cái cần này nó có một cái đoạn zoom, nó có một cái đoạn hay như thế này nha mọi người, này nới như thế này, có một đoạn như thế này thôi đấy, còn dài như thế này đó. Cái cần này cần tay nha mọi người, mình đếm xem thử nó có bao nhiêu ống nhé. Cần này như không có cái độc rồi ta. Cái cần này không có cái độc tay mọi người, không có cái độc tay, mọi người về sắm cái độc khác nhé, bị mất mất cái luôn cái độc tay cùng rồi đấy. Rồi để mình coi xem còn mấy đoạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 8, đáng ra là 9, là có cái độc nữa là thành là 9 nha mọi người. Đấy. Này, đoạn đi nữa luôn gọi là 8 này, đoạn đi này, đoạn thấy nới không? Đấy, nới đoạn như thế này nè. Đó, rất là đẹp. Nè. Hiện tại đang dài 7 mét. Ủa, 7 mét rồi đó, để mình coi thử lại. Sao dài dữ vậy? Bảy mấy cho mọi người, mình phải coi lại cho nó chắc chứ không. Đây. Dài 7 mét, thu vào ngắn nhất của nó là 1 mét 15, cân nặng của nó là 300 gram, đường kính của độc đỉnh của nó là hiện tại đo là 4,2. Hiện tại cái ống, cái ống trên 4,2, cái này coi như mọi người bỏ qua đi nhé, tại vì bây giờ cái độc trên cùng nó cũng bị mất rồi nên mọi người về tự chế lại. Đây. Cái này cây số 17. 17. Cái này bán 300. Màu hình rất là đẹp nha mọi người. Màu hình cây này cũng được 75% trở lên. Tiếp theo là cái cần này Olympic này. Bát Fuji FX7. Đấy. Cần này thì ngoại hình 70% rồi đây. Này. Cái phàn đào này bị gãy rồi. Đấy. Còn như thế này thôi. 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn. Đây, cần mà 4 đoạn nha mọi người. Đó. Mắc 2-3 cái phàn về chỗ này. Đấy, 2-3 cái phàn trung gian với một cái phàn đọt này. Đấy. Cần này dài 4m2, thu vào ngắn nhất là 1m17, cân nặng là 500 gram, đường kính độc đỉnh là 2,3 ly nha mọi người. Đấy. Phíp, chất liệu là phíp. Thì cần này cần này cần số 18. Cần này bán 200. 18, 200 nha mọi người. Tiếp theo cần số 19. Này. Cái cần này đây. Đáng này, Amazon đi đây. Đây. Cần này thì ngoại hình trên 85% nha mọi người. Đấy. Rất là đẹp. Bát. Đây, bát thường. À, phan là còn ok hết. Đấy. Cần này dài 3m9,
Thu gọn ngắn nhất của nó là 1m39, cân nặng là 620g, đường kính đọc đỉnh là 3,5 ly. Đây. Cái số 19. 19 nè. Giá 350.000. 350.000 nha mọi người. Đọt to nặng. Tiếp theo, đây không phải là cái cần mà là đây là cái cây để gắn đầu vợt, đầu xỉa nha mọi người. Đây, đây này. Đấy, có đầu vặn đây nha mọi người. Đây, như mọi người dùng thì mọi người đã biết cái cây này rồi. Đây. Đấy, cây này còn khá là đẹp đấy nha mọi người. Đây. Đây. Cái này là cái này như chất liệu là carbon luôn hay sao đây. Không ghi nhưng mà hình như chất liệu carbon mà thôi. Mình cứ coi như phíp đi nha mọi người. Đây phíp đi. Cứ săn phíp cho khỏe. Bây giờ không nhận định được nó carbon chết chữa nè. Đây. Đấy. Rồi, cái cần này không có gì, cái cây này thì không có gì để nói rồi. Nó có tất cả là, để mình coi bao nhiêu ống nhé. 1, 2, 3, 4, 5 tất cả. 5 ống tất cả nha mọi người. Đây này 5 ống. Dài 5 mét, thu gọn ngắn nhất là 1m08. Còn cân nặng của nó là 580g nhé. Đấy. Cái này 350.000. Số 20. 350.000. 350.000 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng đó là 0854 901 685, mình ở Đà Nẵng. Và hàng của mình thì ship code, nhận hàng, xem hàng, ok trả tiền nha mọi người. Mình sẽ gửi đúng y cái cây mọi người lựa chọn, mọi người mua hàng thì điện thoại tới, bỏ đặt số nào thì giao thông tin cho mình thôi. Và mình nói luôn là đơn hàng trên 200.000 thì mình mới gửi nha mọi người. Đơn hàng trên 200.000 thì mình mới gửi. Và khi mọi người nhận hàng thì mọi người bắt buộc mọi người phải mở ra coi hàng xem có bị nhầm lẫn hay sai sót gì không. Đấy, kiểm tra cho mình. Còn mọi trường hợp mà nhận hàng xong rồi bảo anh đi chiều về anh phải mở ra anh coi nó như thế này thế kia là mình không giải quyết nha mọi người. Để tránh trường hợp là trong quá trình vận chuyển nó bị gãy bể hay như thế này thế kia thì mình có thể mình làm việc với bên vận chuyển để người ta bồi thường. Đấy. Chứ còn mọi người đã nhận hàng rồi mà mọi người về mọi người với chịu mở ra thì lúc đấy thì mọi người tự chịu trách nhiệm nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.